Trong thế giới bóng đá, hiếm có cuộc cạnh tranh nào hấp dẫn và cân bằng như cuộc cạnh tranh giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, hai vĩ nhân của nền túc cầu giáo đương đại. Sẽ có vô vàn góc nhìn, muôn vàn điểm mạnh cho đến những danh hiệu của cả hai được đưa ra hỏng cho ra kết quả. Ai mới là cầu thủ xuất sắc hơn cả? Sau đây, hãy cùng bóng đá 365 đưa ra những điểm mà Ronaldo và Messi vượt trội hơn nhau. Trong bóng đá, yếu tố thể chất luôn là điều vô cùng quan trọng và mức độ thiết yếu của nó còn lớn hơn nữa trong bóng đá hiện đại, nơi các cầu thủ phải thích nghi với vô vàn chiến thuật. Điểm chung trong lối đá của các đội bóng lúc này chính là việc các cầu thủ tấn công buộc phải chạy nhiều hơn, giữ điểm ở nhiều tư thế hơn, đóng góp vào lối chơi nhiều hơn thay vì chỉ dựa vào một cầu thủ. Và rõ ràng, một cầu thủ có thể chất tốt mới đáp ứng tốt được những yêu cầu đó. Ronaldo ở điểm này vượt trội hơn so với Messi. CR7 cao 1m85, nặng 83kg, còn Messi chỉ có chỉ số thể chất vỏn vẹn là 1m70 và nặng 72kg. Trong một thế trận chặt chẽ, cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể giải quyết chỉ bằng một pha bật nhảy. CR7 có khả năng bật nhảy lên đến 2m93, con số còn cao hơn cú bật nhảy cao nhất giải bóng rổ nhà nghề Mỹ. Do đó, đối đầu trước những tiền đạo to cao hơn ở các pha không chiến chưa bao giờ là thách thức đối với anh. Về phần Messi, với chiều cao và cân nặng như vậy, Messi khó lòng thành công ở những tình huống bóng bổng hay tranh chấp. Theo thống kê ở mùa giải năm nay, Messi không có tình huống ghi bàn nào bằng đầu, trong khi Ronaldo đã có đến 8 pha đánh đầu thành bàn. Ronaldo với chiều cao và cân nặng ấn tượng của mình không những chơi đầu tốt, anh còn có thể làm tường thay vì đóng vai trò chủ công khi bị đối phương để ý liên tục. Còn với Messi, điều đó là không thể. Ronaldo và Messi chính là những cỗ máy ghi bàn của bóng đá đương đại. Trong danh sách những cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất mọi thời đại, hai cái tên này chắc chắn xuất hiện. Việc đóng góp 40 đến 50 bàn thắng một mùa là chuyện quá đỗi bình thường đối với Ronaldo và Messi. Ronaldo có khả năng đánh hơi bàn thắng đa dạng hơn Messi, khi anh có thể sút xa, giữ điểm trong vòng cấm bằng cả chân và đầu. Tuy nhiên, Messi với cái chân trái ma thuật của mình, có thể nói là kèo trái hay nhất lịch sử bóng đá thế giới, lại có thể gây khó khăn cho hàng thủ đối phương chỉ bằng những cú sút. Trong khi Messi có số bàn thắng ở La Liga ấn tượng hơn so với Ronaldo, 419 so với 332, thì Ronaldo lại vượt trội hơn người đồng nghiệp ở đấu trường Champions League. CR7 là chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu danh giá bậc nhất châu Âu Cúp câu lạc bộ với 126 bàn, hơn Messi 14 bàn. Nếu như Ronaldo sút 11m bản lĩnh và đẳng cấp hơn so với Messi, thì ở chiều ngược lại, Nbuga lại thể hiện khả năng ghi bàn từ những tình huống sút phạt ngoài vòng cấm ấn tượng hơn. Ở khả năng săn bàn, có thể đánh giá Ronaldo và Messi cân bằng nhau. Ronaldo và Messi không chỉ là những tay săn bàn thượng thặng, họ còn là những nghệ sĩ thực thụ trên sân cỏ. Ronaldo rất giỏi trong những tình huống phô diễn kỹ thuật đẹp mắt như đảo bóng, lừa bóng, đánh gót, còn Messi lại sở hữu riêng cho mình khả năng rơi bóng xuất sắc. Thậm chí ở khoản này, nói Messi là số 2 thì không ai dám nhận mình là số 1. So về danh hiệu cá nhân, Ronaldo và Messi tiếp tục thể hiện sự ngang tài ngang sức. Trong 12 năm qua, đã có đến 10 quả bóng vàng thế giới đều thuộc về hai cái tên này. Đáng chú ý, Ronaldo và Messi chia nhau mỗi người nhận 5 danh hiệu cao quý này. Tính đến danh hiệu tập thể, trong màu áo câu lạc bộ, Ronaldo có 6 lần lên ngôi ở giải vô địch quốc gia, trong đó có 3 lần với Manchester United, 2 lần với Real Madrid và 1 lần cùng với Juventus. Còn Messi, anh có đến 10 lần cùng Barcelona xưng vương tại giải vô địch quốc gia. Xét đến danh hiệu Champions League, Ronaldo đã có 5 chức vô địch, nhiều hơn Messi 1 chức vô địch. Về phần danh hiệu với đội tuyển quốc gia, Ronaldo đang vượt trội hơn so với Messi. Bồ Đào Nha của CR7 chưa bao giờ được đánh giá cao, tuy nhiên niềm vui lại đến với Ronaldo và các đồng đội khi anh lên ngôi ở Euro 2016. Còn Messi, tính đến thời điểm Copa America 2019 khởi tranh,
anh chưa bao giờ được nếm trái ngọt trong màu áo đội tuyển Argentina. 14 năm khoác lên mình màu áo sọc trắng xanh, thất bại luôn là điều người ta nhớ tới em Puga. Một lần ôm hận ở chung kết World Cup 2014, bên cạnh đó là 3 lần thất bại ở chung kết Copa America 2007, 2015 và 2016. May mắn là yếu tố chẳng thể đong đếm bằng những con số, tuy nhiên nó lại là phần không thể thiếu của cuộc chơi. Về phần này, Ronaldo được số phận ưu ái hơn so với Messi. Ronaldo từng suýt là tội đồ khi anh đã hỏng lượt sút luân lưu của mình ở trận chung kết Champions League 2007-2008. Tuy nhiên, cú trượt chân tai hại của Terry và khoảnh khắc xuất thần của thủ môn Van der Sar đã đưa sơ đồ 7 từ cõi chết đến đỉnh vinh quang. Còn Messi, ở những khoảnh khắc quyết định ở khoảng 11m, anh lại không có bất cứ ai để cứu rỗi cho sai lầm của mình. Trận bán kết lượt về Champions League 2011-2012, Messi đá khoảng 11m trúng xà ngang, trực tiếp khiến Barcelona bị loại. Đến Copa America 2016, Messi thực hiện hỏng khoảng 11m ở là sút luân lưu đầu tiên trong trận chung kết. Điều đó góp phần khiến chiếc vô địch tuột khỏi tay Puga. Ronaldo không thể lên tiếng ở chung kết Champions League 2017-2018, chung kết Euro 2016 hay chung kết Nations League 2019. Tuy nhiên, những vệ tinh xung quanh anh lại tỏa sáng đúng lúc để đem đến niềm vui trọn vẹn cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Còn Messi, các đồng đội lại quá phụ thuộc vào anh, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Puga không thể ghi bàn ở trận tứ kết lượt về Champions League 2017-2018. Barcelona bị AS Roma lội ngược dòng không tưởng dù ở trận lượt đi đã dẫn trước với tỷ số 4-1. Mùa giải sau đó, Messi tiếp tục tìm ngòi ở trận bán kết lượt về trước Liverpool và lịch sử đã lặp lại khi Lưỡng Đoàn Đỏ thắng 4-0 dù ở trận lượt đi Barcelona dẫn trước đến 3-0. Cuộc tranh cãi Ronaldo và Messi, ai mới là người xuất sắc hơn sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Như trong quá khứ, người ta tranh cãi nhau Maradona và Pele, ai xuất sắc hơn. Tuy nhiên, với những khía cạnh do bóng đá 365 đưa ra, các bạn có lẽ đã tìm ra được câu trả lời cho riêng mình. Đừng quên like và subscribe kênh bóng đá 365 để đón xem những nhận định và thông tin thú vị sau kênh môn thể thao vừa.